Thưa quý vị, sáng nay 1 tháng 11, tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi và tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 9 vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi các gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, thăm hỏi và tặng quà các thầy cô giáo và học sinh hai trường trung học cơ sở ở huyện Bình Sơn bị tốc gần hết mái khi cơn bão số 9 đi qua. Tiếp đó, Thủ tướng đã tới thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và thăm hỏi bà con nơi đây. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cơn bão số 9 gây thiệt hại nặng nề về con người và tài sản ở các tỉnh miền Trung, sạt lở núi, nhà tốc mái, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, các công trình hạ tầng dân sinh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con nhân dân các tỉnh miền Trung. Thủ tướng đề nghị huyện Núi Thành, xã Tam Quang phát động đợt vệ sinh môi trường sạch sẽ, các lực lượng quân đội, công an khẩn trương thiết lập lại hoạt động ổn định của các trường học, trạm xá để phục vụ nhân dân và con em sớm trở lại trường học. Tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành dành nguồn lực từ trung ương, từ các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, không để người dân bị đói, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thủ tướng mong muốn chính quyền và nhân dân các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ phát huy truyền thống tự lực tự cường, khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với đó là thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống bão số 10, cơn bão lớn nhất từ đầu năm 2020 đến nay. Thủ tướng đã tặng quà cho 30 hộ dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, là những hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 9.